Hi everyone, lại là Lan Anh đây. Và tèn, mọi người nhìn xem, đã hết tiết rồi và mùa xuân đã có mặt ở Canada. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là tuyết tan dần và trên mình đã nhìn thấy những cái thảm cỏ ở trên khu vườn nhà mình. Và đây, mình show các bạn một chút khu vườn nhà mình sau khi mà đó. Mùa hè năm nay thì mình nghĩ là mình sẽ upgrade cái khu vườn này lên. Đây đã nhìn thấy những cái tán cỏ rồi và nó sẽ xanh mướt trong một vài tháng tới thôi. Và mỗi một cái lần mà mùa đông đi qua và mùa xuân tới thì thời tiết bắt đầu cây. Các bạn có thể nhìn thấy cây ở phía trên này đây, có lá và có lá rất là nhanh luôn. Đây, để mình nhìn, để mình show cho các bạn thấy nhá, cái cây mà mình hay đó thì cái cây này khi mà chỉ cần độ khoảng một vài tuần nữa thôi là nó sẽ mọc ra lá rất là nhanh đó. Yes, thế thì chủ đề ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ với mọi người đấy là tại sao mọi người thất vọng và chán nản, chán trường và cảm thấy là cuộc sống không hạnh phúc. Thì có 3 nguyên nhân sau. Có thể là gì ạ? Mọi người đã quan niệm sai lầm về cái việc là gì ạ? Cái sự bất như ý trong cuộc sống. Thứ nhất là mọi người mong đợi quá nhiều. Khi mà chúng ta bắt đầu một khởi sự, một cái dự án gì đấy, hoặc là chúng ta trong các mối quan hệ đấy, chúng ta thường mong đợi quá nhiều mà ra ta từ bên ngoài mà lại không hướng vào bên trong, thì đấy cũng là một trong những cái nguyên nhân mà khi mình set cái expectation, có nghĩa là cái sự mong đợi của mọi người ấy ạ, thì khi đấy thì nó không cao và mọi người sẽ cảm thấy là mình không đạt được những cái kỳ vọng của mình. Giống như là cái việc bạn start up một cái online business chẳng hạn, mà bạn kỳ vọng là bạn sẽ vào và trong vòng 1-2 tháng sau là bạn có thể có được một cái doanh nghiệp ổn định, bền vững và chạy nhanh và có thể kiếm ra tiền. Thì có nhiều người làm được, đúng là như vậy, nhưng mình có phải là người ta không? Đó thì đấy là cái điều rất là quan trọng. Và khi mà mình set up cái expectation của bản thân quá cao và khi mình không đạt được thì mình sẽ bị vỡ mộng và vỡ cái kỳ vọng đó, và dẫn đến cái việc là mọi người cảm thấy chán trường và thất vọng. Thì mình cần điều chỉnh lại cái expectation của mình để biết là mọi thứ nó đến đều là rất là chuyện bình thường. Và cái điều thứ hai mà thường làm cho mọi người thất vọng và chán trường đấy chính là cái việc là coi cái việc là sự bất như ý trong cuộc sống ấy ạ. Là điều không nên có. Trong cuộc sống thì luôn có ups and downs và luôn có pros and cons. Chính vì vậy mà cái việc bất như ý trong cuộc sống là điều đương nhiên, nhưng mà đôi khi thì mọi người sẽ không có chấp nhận cái việc này và nghĩ rằng là các điều bất như ý trong cuộc sống là không nên có. Thì quan trọng là cái thái độ, cái phản ứng của mình với cái việc bất như ý trong cuộc sống mà thôi. Đó thì khi mà mình run cái business này cũng vậy, hoặc là khi mà mình mới đến Canada cũng vậy, tất cả mọi thứ nó đều mới. Và khi mọi thứ mới thì tất nhiên là sẽ có những người say no, có những người say yes, và sẽ có những cái sự bất như ý xảy ra. Nhưng mà cái thái độ của mình nó sẽ quyết định cái kết quả của cái sự việc xảy ra đó. Người ta nói là 90% cái thái độ của mình nó sẽ quyết định cái sự việc đấy, cái kết quả đấy. Đó, thế thì mình cần phải gì ạ? Mình cần phải chấp nhận cái việc là cái thế giới này là một rất nhiều cái sự bất như ý xảy ra, và mình phải chấp nhận nó và mình học cách sống với nó thôi. Thế nên khi một cái sự việc bất như ý xảy ra thì mình thái độ của mình là gì ạ? Giải pháp là gì và ngồi xuống. Tất nhiên thì mình không thể nói là không được buồn, không được thất vọng, nhưng mà luyện tập cho bản thân là thất vọng một tí thôi, buồn một tí thôi, và mình phải chuyển cái trạng thái đấy ra cái trạng thái tích cực ngay lập tức. Và bằng cái cách là tùy mỗi người,
Thường thì đối với khi mà mình gặp những cái sự bất như ý thì thường là mình sẽ relax bản thân một chút, cho bản thân khóc hoặc là gì đấy, sau đó thì để giải tỏa hết, xong rồi trong một khoảng thời gian thôi, xong rồi get up, ngồi xuống get up và đi bộ quanh để relax, sau đó thì ngồi xuống và viết ra những cái giải pháp có thể và chọn gì ạ, một trong những cái giải pháp đấy, chọn luôn và quyết định, bởi vì mình còn move on sang việc khác, chứ đừng ghi hết những cái giải pháp ra xong rồi là cứ ngồi đấy nhìn thì nó cũng không hiệu quả. Thì đấy là thường thì mình sẽ hay giải quyết những cái sự bất như ý theo cái cách của mình là như vậy, và luôn luyện tập để nhìn mọi thứ ở cái, kể cả một cái sự việc mà bất như ý xảy ra thì mình cũng luôn nhìn mọi việc ở cái khía cạnh tích cực của nó. Và cái điều cuối cùng á, mà mình nhận thấy là xảy ra đối với mình nhá, để mình chia sẻ kinh nghiệm của mình, đấy là thường thì mình hay so sánh bản thân mình với những người khác, thì đấy cũng là một trong những cái việc làm cho người ta có thất vọng. Thì có người ta xu hướng chung là không so sánh với những người mà chưa có kết quả đã thấp hơn mình đâu, mà thường là so sánh với những người có kết quả cao hơn mình và thấy rằng là ô, tại sao mình lại bạn kia đạt được như vậy mà mình lại không đạt được như này đó. Thế thì cái điều mà gì ạ, mình cần điều chỉnh đấy là mỗi một người sẽ có những cái khoảng thời gian đặc biệt của họ để nở hoa trong cuộc sống, và mỗi một người có cái hành trình ở trên cuộc sống này khác nhau. Thế nên là mình tôn trọng các hành trình khác nhau, và mình tôn trọng hành trình của mình, và đừng so sánh mình với những người khác. Cái người quan trọng nhất mà mình cần phải vượt qua đấy chính là bản thân mình, sự yếu đuối, sự lười nhác, sự chán chường, sự thất vọng của bản thân, của mình trong ngày hôm đó, để trở thành một cái người tốt hơn. Vì cuối ngày, người duy nhất mà bạn cần phải vượt qua và chiến thắng đấy là chính bản thân mình mà thôi. Có ai nói gì đi chăng nữa thì người ta cũng chỉ nói cái lúc đấy thôi, rồi người ta sẽ out ra khỏi cuộc đời bạn. Và mình chính là người mà duy nhất có thể cứu được cái cuộc sống của mình. Mình chính là người giải quyết được các vấn đề của mình, bởi vì không ai giải quyết nổi. Giống như cái business này thôi, khi bạn là một business owner thì bạn phải là người run business đấy, không thể nào mà coach and mentor hay là người leader của bạn run business cho bạn được. Người ta cũng có business của người ta để run đó. Thì mỗi một công việc, việc nào cũng như vậy, và mình cần phải là người quyết định và làm. Đấy là ba cái chia sẻ của mình và ba cái điều suy nghĩ của mình sáng nay. Hy vọng rằng là nó hữu ích cho cả nhà, và mọi người sẽ sớm, kiểu nếu có bị thất vọng gì đấy thì cũng sẽ sớm thoát ra khỏi cái cảm giác đó, để mà mình có thể move on, để mình có thể đạt những kết quả cao hơn trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye for now and I see you in the next live. Bye.